Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Lưới phòng không suy yếu khiến Ukraine không thể bảo vệ sân bay quân sự ở sâu trong hậu phương, cho phép Nga tung đòn đánh chính xác cao. Cây bút David Ace viết trên Forbes rằng số đợt tập kích nhằm vào sân bay quân sự Ukraine đã tăng dần từ cuối năm ngoái, phá hủy nhiều phi cơ quý giá như tiêm kích Su-27 và MiG-29, cường kích Su-25 và trực thăng Mi-24. Không quân và không quân lục quân Ukraine đã thiệt hại nặng nề do chiến sự, khó lòng duy trì lực lượng chiến đấu nếu tình trạng này tiếp diễn. Không rõ số lượng chiến đấu cơ còn có đủ khả năng vận hành trong biên chế quân đội Ukraine, nhưng Kiev gần như không còn nguồn cung máy bay hoàn chỉnh và phụ tùng đi kèm. Các nước phương Tây dự kiến viện trợ hàng chục tiêm kích hạng nhẹ F-16 và Mirage 2000 cho Ukraine nhưng chúng cũng rất dễ bị tấn công nếu hệ thống phòng không của Kiev tiếp tục bộc lộ lỗ hổng như vậy. Trước khi xung đột bùng phát, quân đội Ukraine sở hữu khoảng 400 hệ thống tên lửa phòng không các loại. Họ đã mất ít nhất 140 hệ thống trong hơn 2 năm giao tranh và tiếp nhận khoảng 100 tổ hợp thay thế. Về lý thuyết, Ukraine chỉ mất 10% lực lượng phòng không so với trước xung đột, nhưng lưới phòng thủ này đang bị kéo giãn hơn rất nhiều. Lỗ hổng phòng không nghiêm trọng buộc quân đội Ukraine áp dụng những giải pháp tình thế nhằm đối phó Hiện tại, quân đội Ukraine đã có bước đột phá về đổi mới công nghệ, giúp giảm bớt áp lực lên phòng không. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, phi công Ukraine sử dụng máy bay không người lái UAV kiểu FPV để nhắm mục tiêu vào UAV trinh sát của Nga. Trước đó, một đoạn video công bố vào đầu tháng 6 cho thấy lực lượng Ukraine sử dụng UAV FPV tấn công UAV trinh sát chiến thuật Zala và UAV trinh sát tầm trung Olan 10 của Nga đang hoạt động trên không ở khu vực Bolsaya, Novosinka. Tiếp đó, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov công bố đoạn video cho thấy UAV Ukraine phá hủy UAV Lancet của Nga đang bay trên không. Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng cả Ukraine và Nga dường như đang cải thiện khả năng sử dụng UAV để ngăn chặn UAV đối phương ở cấp độ chiến thuật. ISV vẫn chưa thấy bằng chứng cho thấy quân đội Nga đang sử dụng UAV để tấn công máy bay không người lái tầm xa của Ukraine trên không. Khả năng của Ukraine trong việc sử dụng rộng rãi UAV giá rẻ để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga trên quy mô lớn có thể sẽ cho phép lực lượng Kiev làm suy giảm khả năng tấn công của Nga, trong khi tiết kiệm được các loại tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung đắt tiền vốn đang khan hiếm cho những máy bay đắt tiền và quan trọng hơn của Nga. Tuy nhiên, ISW vẫn chưa quan sát thấy Ukraine sử dụng FPV để giao chiến với UAV trinh sát Nga trên quy mô lớn. UAV Ukraine đã đốt cháy kho đạn của Moscow, dẫn đến việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Voronezh ở tây nam nước Nga. Cuộc tấn công UAV xảy ra ở một khu vực thuộc quận Podgorensky, thống đốc khu vực Voronezh, ông Alexander Gusev nói ngày 7 tháng 7. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết nhà kho trên bị nhắm tới bởi nó được sử dụng để cung cấp đạn dược cho quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Ông Gusev nói Lực lượng phòng không của chúng tôi đang làm nhiệm vụ trên khu vực Voronezh vào buổi tối, đã phát hiện một số UAV và thực hiện vụ tấn công phá hủy chúng. Đám cháy đã bùng lên ở nhà kho do một mảnh vỡ rơi xuống. Một số thứ đã bị kích nổ ở quận Podgorensky. Ông không nêu cụ thể nơi diễn ra vụ tấn công, nhưng cho biết nhà chức trách địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Không có ai bị thương trong vụ tấn công, chỉ có hai người cao tuổi được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Thống đốc Voronezh nói, cho đến nay, khoảng 50 người ở ba khu dân cư đã được đưa tới các trung tâm lưu trú tạm thời. Chúng tôi đang cung cấp cho họ tất cả sự hỗ trợ cần thiết. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một kho chứa đạn dược ở khu vực nằm trong lãnh thổ Nga. Sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Tổng thống đã nói rằng chúng tôi sẽ đáp trả và tôi tin rằng các bạn sẽ thấy điều đó trong tương lai gần. Ông Lavrov nói, họ, Mỹ và NATO liên tục nói rằng họ không xung đột với Nga. Đây không phải là một bộ mặt dũng cảm trong một tình huống tồi tệ. Đó là những gì tôi sẽ nói và họ hiểu rất rõ điều đó. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga sẽ chỉ xem xét những hành động thực sự của lãnh đạo Ukraine, chứ không phải tuyên bố của Kiev. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, nếu hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo diễn ra theo kế hoạch, nếu có nhiều quốc gia trên thế giới đứng về phía chúng tôi, nếu kế hoạch đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị và các đại diện Nga sẽ phải có mặt. Ai sẽ đến? Hãy chờ xem, nhưng tôi không chắc người đó sẽ là ông Putin. Ông Zelensky cho rằng Mỹ và Trung Quốc có thể là bên thứ ba hòa giải trong cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine. Theo ông Zelensky, bất chấp những bất đồng, các quốc gia này vẫn có thể gây áp lực lên Nga. Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đang soạn thảo một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để chấm dứt xung đột. Kế hoạch này sẽ sẵn sàng trong năm nay. Theo tờ Kiev Post, hôm mùng 7 tháng 7, chia sẻ trên Telegram, nhóm lực lượng tác chiến chiến lược Kotisia cho hay cường kích Su-25 của Nga đã bị các xạ thủ phòng không thuộc lữ đoàn cơ giới mang tên Đại tá Marco Bezruko bắn hạ tại khu vực Pokrovsky thuộc vùng Donetsk. Tuy nhiên, thông tin loại vũ khí được dùng để bắn hạ Su-25 Nga không được tiết lộ. Su-25 là máy bay tấn công cận âm hai động cơ được thiết kế để hỗ trợ tầm gần trên không tại các khu vực chiến đấu cả ngày lẫn đêm trong điều kiện tầm nhìn kém và thời tiết bất lợi. Su-25 tấn công các mục tiêu trên mặt đất cũng như các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và di chuyển chậm. Thời gian qua, nhiều báo cáo cho hay hàng loạt máy bay ném bom Su của Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine. Theo tạp chí Forbes, số lượng máy bay chiến đấu Nga bị bắn hạ đang hơn gấp 20 lần tốc độ có thể sản xuất để thay thế chúng. Forbes cho rằng thành công của lực lượng phòng không Ukraine có được là nhờ triển khai các hệ thống hiện đại như tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và các khẩu đội tên lửa đất đối không NASAMS. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ Quốc phòng Ukraine và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110 tuyên bố các khẩu đội phòng không của đơn vị này đã bắn hạ tổng cộng 7 cường kích Su-25 Nga trong vòng 3 tuần, vụ gần nhất vào cuối tháng 5, ngay lập tức giới chuyên gia phương Tây đang đặt nghi vấn về thông tin này do quân đội Ukraine và lữ đoàn 110 đến nay chưa công bố bằng chứng rõ ràng nào để ủng hộ tuyên bố của mình. Cây bút David Ace viết trên Forbes rằng họ chỉ chứng minh được hai vụ trong số này, gồm một bức ảnh mờ mịt cho thấy thứ gì đó bốc cháy trên mặt đất, cùng một video quay từ rất xa ghi lại cảnh tên lửa phát nổ gần phi cơ đang bay thấp. Có thêm một bằng chứng khác, nhưng nó thực tế lại là cảnh trong game. Đoạn video giống với các tựa game như Amaba, Digital Combat Simulator, hay World Thunder, tất cả đều có sự xuất hiện của Su-25. Tờ Business Insider của Mỹ đánh giá chưa rõ chủ ý của lữ đoàn cơ giới số 110 đằng sau việc đăng các đoạn video trên bởi đơn vị này không khẳng định đây là video quay cảnh chiến đấu trực tiếp, nhưng cũng không giải trình nó là hình ảnh đồ họa. Các chuyên gia phương Tây nhận định lữ đoàn 110 Ukraine đã phóng đại thành tích chiến đấu của mình, do đây là một trong những đơn vị hứng chịu tổn thất nặng nề nhất trong một năm qua và đang muốn tăng cường sĩ khí cho các quân nhân. Báo Ukrainska Pravda mới đây dẫn nguồn tin của cơ quan an ninh Ukraina SSU cho biết thiết bị bay không người lái UAV của SSU đã tấn công một địa điểm lưu trữ đạn dược giã chiến gần làng Sercyjewka thuộc tỉnh Voronezh của liên bang Nga và gây ra một vụ nổ lớn. Nguồn tin từ SSU lưu ý rằng người nga đã cất giữ tên lửa đất đối đất và tên lửa đất đối không, cũng như đạn pháo cho xe tăng, lực lượng pháo binh và hộp tiếp đạn cho súng tại cơ sở có diện tích 9.000m2 này. Theo nguồn tin từ SBU, những vũ khí nêu trên được cho là sẽ được chuyển đến chiến trường và trong tương lai gần nhất, khả năng cao sẽ xảy ra những vụ nổ bất ngờ tại các cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga, nơi đang hỗ trợ cuộc xung đột chống Ukraine. Theo ABC News, một quan chức an ninh Ukraine nói, họ đã cất giữ tên lửa đất đối đất và đất đối không đạn pháo cho xe tăng và pháo binh, hộp đạn cho súng ống. Theo người này, chính từ nhà kho này, phía Nga cung cấp đạn dược cho quân đội của họ ở Ukraine. Về phía Liên bang Nga, thống đốc tỉnh Voronezh, ông Alexander Gusev tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một số thiết bị bay không người lái trên bầu trời tỉnh này. Thống đốc tỉnh Voronezh cho biết thêm các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn Tại một trong những nhà kho và gây ra vụ nổ chất nổ không xác định ở quận Putkovrensky. Theo hãng thông tấn TASS trên ứng dụng Telegram, ông Gusev nêu rõ tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại khu vực này. Các thiết bị nổ vẫn tiếp tục kích hoạt, một trong các vụ nổ đã dẫn đến hỏa hoạn tại một nhà kho của một ngôi nhà dân. Ngọn lửa đã được dập tắt và không gây thương vong. Quan chức trên cũng cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Nhà chức trách đã sơ tán cư dân trong ngôi làng đến các cơ sở tạm trú và đóng cửa một đoạn đường cao tốc. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập cuộc tấn công trong cuộc họp báo, nhưng cho biết hệ thống phòng không đã phá hủy một UAV của Ukraine trên khu vực Belgorod. Bộ này chỉ xác nhận hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã phá hủy hai bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Patriot và radar Giraffe ở khu vực Odessa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, kíp điều khiển tổ hợp tác chiến chiến thuật Iskander đã giáng đòn tấn công trúng đích vào vị trí tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của lực lượng vũ trang Ukraine tại điểm dân cư Junois thuộc vùng Odessa. Kết quả là hai dàn phóng tổ hợp Patriot và trạm radar Giraffe đã bị phá hủy hoàn toàn. Các nhà chức trách ở tỉnh Krasnodar của Nga cho biết cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một kho dầu do mảnh vỡ UAV rơi xuống gây ra. Lực lượng khẩn cấp của Nga cho biết Đám cháy đã được dập tắt. Các cuộc không kích diễn ra sau khi phát ngôn viên quân đội Ukraine nói với hãng thông tấn AP rằng quân đội Kiev đã rút lui khỏi một khu phố ở ngoại ô Chasovnya, một thị trấn có vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Donetsk của Ukraine, nơi đã bị biến thành đống đổ nát sau cuộc tấn công kéo dài một tháng của Nga.